Xin chào các bạn. Các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Điểm mặt 5 mẫu sedan giảm giá sập sàn cả trăm triệu trong tháng Ngâu. Bước sang tháng Ngâu, nhiều mẫu sedan tại Việt Nam đồng loạt được các nhà phân phối áp dụng khuyến mãi đến cả trăm triệu đồng. Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, tổng doanh số 7 tháng đầu năm của xe sedan xe đạt 27.291 xe, giảm 52% tương đương 29.866 xe so với cùng kỳ 2022. Trong bối cảnh này, các hãng xe và đại lý liên tục tung ra vô vàn ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. MG5, Nissan Amera, Suzuki Ciaz, Honda Accord và Mazda 3 là các mẫu sedan ghi nhận mức giảm sâu nhất. MG5 MG5 được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản, giá bán lần lượt là 523 và 588 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên trước từ Thái Lan nên không được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ từ chính phủ. Ở thời điểm hiện tại, một số đại lý đang giảm 100 triệu đồng cho phiên bản MG5STG để giá bán thực tế xuống còn 423 triệu đồng. Phiên bản MG5 Lắc được áp dụng mức giảm đến 125 triệu đồng, hiện chỉ còn 463 triệu đồng. Đây được xem là mức ưu đãi kỷ lục của MG5 kể từ khi gia nhập thị trường Việt. Nissan Almera Nissan Almera là mẫu xe đàn hạng B, được nhập khẩu nguyên chức từ Thái Lan. Xe được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản CVT và CVT cao cấp, giá bán lần lượt là 539 và 595 triệu đồng. Cả hai phiên bản của Amira hiện đang được các đại lý giảm giá 70 triệu đồng. Với những khách hàng không nhận gói quà tặng phụ kiện, giá bán có thể giảm thêm từ 15 đến 20 triệu đồng. Cộng dồn các gói ưu đãi, khách mua xe có thể tiết kiệm một khoản từ 85 đến 90 triệu đồng. Như vậy, giá bán thực tế của Nissan Amira hiện xuống còn 454 đến 505 triệu đồng. Suzuki Seat với lượng tồn kho khá lớn, Suzuki Seat cũng được các đại lý giảm giá cực sâu. Hiện tại, các xe CH sản xuất năm 2022 đang có mức ưu đãi từ 70 đến 199 triệu đồng tại đại lý. Mức giảm này đã đưa giá bán của Suzuki CH đời 2022 từ 535 triệu xuống còn 416 đến 465 triệu đồng. Honda Accord Honda Accord thuộc nhóm bán chậm nhất phân khúc sedan hạng D sẽ được nhập khẩu nguyên trước từ Thái Lan, với giá bán từ 1,319 đến 1,329 tỷ đồng nhà sản xuất hiện đang ưu đãi 50% phí trước bạ cho Honda Accord trong tháng 8 năm 2023, trị giá khoảng 66 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ. Bên cạnh đó, tại một số đại lý, Honda Accord còn được khuyến mãi thêm, nâng tổng mức giảm giá lên đến 100 triệu đồng. Đặc biệt, các xe Accord đời 2022 còn được giảm tới 150 triệu. Mazda 3 Mazda 3 là mẫu sedan lắp ráp nội địa duy nhất xuất hiện trong danh sách này giá niêm yết giao động từ 669 đến 759 triệu đồng. Tuy hiện đang dẫn đầu phân khúc xe đàn hạng, xe nhưng Mazda 3 vẫn được Thaco Auto Tung ưu đãi để thu hút người tiêu dùng. Ở thời điểm hiện tại, Mazda 3 tiêu chuẩn được giảm 90 triệu đồng về mức 579 triệu đồng. Các phiên bản còn lại có mức giảm từ 30 đến 40 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới